Quang Ngay Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh có mặt ở tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương quý cô chú anh chị. Cái nơi đây là cũng là chính là cái nơi mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được đem về đây để là chôn cất ở Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương ha. Và hôm nay là ngày quý cô chú vị rất là quan trọng, đó ngày mùng 10 tháng 3, ngày giỗ tổ vua Hùng quý cô chú anh chị ơi. Thì bà con cô bác thì ai cũng biết rồi, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 quý cô chú anh chị. Thì theo sử sách ghi lại, thời đại của các vua Hùng là một khởi đầu ấn tượng rực rỡ và nổi bật cho việc là thành lập nước Việt Nam với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. 18 đời vua Hùng đã chứng kiến ra đời và phát triển của nước Việt Nam và được ghi nhận là đã ghen giữa những là đức tính dân tộc như là ý thức cộng đồng, tương thân tương ái, lòng yêu nước và không chịu bất phục trước là áp bức từ nhà nước Văn Lang, Âu Cơ đến nền văn minh sông Hồng và các nền văn hóa tiền Đông Sơn phát triển vô cùng là thịnh vượng quý chúng chị. Thì hôm nay là cái ngày mà rất là quan trọng, đó là ngày giỗ tổ vua Hùng. Thì bà con cô bác thấy bên Hoa Viên người ta tổ chức, tại vì ở nơi đây thì cái đền Hùng thì nằm ở đây quý cô chú anh chị, bên Hoa Viên người ta cho cắt cái đền Hùng rất là lớn luôn. Thì hôm nay có sự tham dự của rất là đông đảo những báo chí nè, và những vị khách mời. Tại vì mình đi lên trên kia ha, chia sẻ cho bà con cô bác tí xíu ha. Quá trời lòng, nó dạ. Đây, tôi đi vô đây. Quý cái chú vị có thể thấy hình ảnh của chị Vũ Hùng quý cái chú vị. Hello anh. Anh Tường quý vị, ban quản lý Hoa Viên ha. Vì là các vua Hùng đại diện cho là tổ tiên, cho truyền thống dựng nước và niềm tự hào về nền văn minh đậm đà bản sắc riêng suốt nhiều nghìn năm, nên là từ bao đời nay dân tộc Việt Nam đều là thể hiện những cái đạo lý là uống nước nhớ nguồn. Thì bởi vì người ta mới có câu là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 quý quý vị. Thì ở Duy Minh đi hello anh. Ở đây ghi lại những cái hình ảnh vị vua Hùng thờ Văn Lang, nhà nước Văn Lang Âu Cơ nghe quý anh chị. Và nhà nước vua Hùng thì theo như Duy Minh tìm hiểu là có 18 đời, 18 đời vua ha quý anh chị. Tâm tâm chuẩn bị xem xét kiểm tra để hoàn hảo các công việc trước khi tiến hành buổi lễ. Giỗ tổ vua Hùng là một ngày lễ lớn mang là tầm vóc quốc gia ở Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc, nhằm là tưởng nhớ đến là công ơn của các là vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày tổ vua Hùng còn vua Hùng Vương đã được là công nhận là ngày quốc tế của Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Hàng năm cứ đến là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, mọi người dân Việt Nam lại hướng về đất tổ, về là cội nguồn dân tộc, hòa mình vào là không khí của ngày hội năm nay. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số nét của ngày giỗ tổ ha quý chú anh chị.
ở bên trong thì cũng có khá là nhiều những là cán bộ nhà nước ha quý vị chung gì. Hồng Quân là ai thì mình xin chia sẻ về một số thông tin cho bà con cô bác ha. Qua lịch sử của các vua Hùng, người Việt Nam luôn tự hào mình là con rồng cháu tiên, con cháu vua Hùng của hàng nghìn năm lịch sử vẻ vang. Ông cha ta có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đó là cái câu ca dao mà đậm chất người dân Việt Nam ai cũng phải biết quý cô chú anh chị. Và có những câu như là các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cha ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đây là câu nói đã ghi sâu vào tiềm thức của là mỗi con người dân tộc Việt Nam. Nhớ ơn công lao to lớn của họ, hãy cùng mạng tin mở về là với những lịch sử hào hùng của dân tộc qua các thời đại vua Hùng ha quý vị chú chị. Duy Minh xin thêm chia sẻ thêm một số thông tin về là 18 vị vua Hùng thời đại của các thời đại khác nhau, ví dụ như là Kinh Dương Vương nè, 2000 vua Kinh Dương Vương nè, năm trị vì là nước đón, rồi Hùng Hiền Vương, rồi Long Quân, Hùng Lân Vương, Hùng Diệp Vương, rồi Hùng Hy Vương, bên Hùng Hy Vương, rồi Hùng Chiêu Vương, Hùng Vĩ Vương, Hùng Định Vương, Hùng Hy Vương, họ có rất là nhiều thời đại. Ngoài ra còn có là Hùng Anh Vương và Hùng Chiêu Vương và Hùng Tạo Vương và Hùng Nghị Vương, đó là các triều đại hết quý anh chị thời của Hùng. Hùng Vương là ai và lịch sử của Hùng Vương như thế nào? Một vị vua Hùng dùng Hải Dương. Tuy nhiên ngày nay là qua là khảo chứng các nhà sử học, phần đông cho rằng là chuyện 18 đời Hùng Vương là một là không có thật. Con số 18 chỉ mang tính tượng trưng. Nếu xét về theo thời gian thì chỉ vì kéo dài hơn là 2000 năm mà chỉ có 18 đời vua thì đây là những con số rất khó thuyết phục. Mặc dù là ở đây là những con số rất là khó thuyết phục của quý vị. Mặc dù ghi chép như vậy để là nêu rõ là quốc thống, nhưng các sử gia đều tỏ ý là nghi ngờ điều này. Nhà sử học Ngô Thì Sĩ viết người ta không phải là vàng đá sao lại sống lâu được như thế, điều ấy càng không thể hiểu được. Đó là những cái thông tin mà Duy Minh chia sẻ tí xíu cho bà con cô bác ha. Thì Duy Minh mà bà con cô bác trở lại vấn đề chính tâm điểm ngày hôm nay, đó là ngày mà giỗ tổ vua Hùng đó. Thì hôm nay là ở Hoa Viên Bình Dương người ta tổ chức rất là hoành tráng quý vị, có rất là nhiều những vị khách mời cũng như là cán bộ công viên chức ở bên Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì thường thường sẽ có những cái gọi là những cái tiết mục nè, năm rồi thì những cái tiết mục múa ca hát và dân ca. Hôm nay thì Duy Minh cũng không biết ha, có cái điều gì nó lạ không.
em là bên nhân viên của học viên hay là của bên dạ em bên sự kiện. Bên sự kiện, tổ chức sự kiện ha. À, em có thể là chia sẻ về mình chút xíu được không? Thôi anh. Gì vậy? Có gì đâu mà ngại, mình chia sẻ bình thường mà, giống như giao tiếp bình thường mình. Bây giờ quá trời người cối lên trển luôn, ngại. Em hay chuyên về sự kiện gì? Dạ em cung cấp nhân sự DJ Boy với lại bưng quả. À, có nghĩa là gì, em có thể giải thích cho bà con bác được hiểu thêm tí xíu. Dạ ý là BGB Boy là mấy bạn đẹp á, chiều cao chuẩn với lại cao trên 1m65, thì đại diện cho thương hiệu, đại diện cho sản phẩm. À, thì hôm nay đến em đến dự trong cái ngày mà dỗ tổ Hùng Vương, thì em có cái cảm nghĩ gì em có thể chia sẻ tí xíu về là cái ngày dỗ tổ của là dân tộc Việt Nam không em? Đã có công dựng nước rồi thì chúng ta là những thế hệ tương lai thì phải giữ nước. À, cùng nhau để là giữ nước ha. Dạ, phát triển kinh tế để cho nước mình ngày càng là lớn mạnh hơn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em ha, đã chia sẻ một chút xíu về là cái ý nghĩ của mình trong cái ngày dỗ tổ của là vua Hùng ha. Dạ. Chúc em được thành công trong cái công việc của mình ha. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Chừng nào cái gì hoa quả mình đi ra được rồi, mình đi không có ba được á. Đinh ăn tay củ dầu một, đinh tăng an, củ dầu một ở đây của Bình Dương chứ không phải của Tăng An, của miền Tây. Dạ, của miền Tây hả? Này của Bình Dương mình. Của Bình Dương. Tại vì nó Tăng An nó có 20 cái đình giống giống nha. Dạ. Thằng Quyên cũng có. Dạ. Chú là đại diện cho bên nào, chú có thể chia sẻ tí xíu được không? Đình Tăng An. Đình Tăng An ha. Cái này là mình làm từ ở đình cái mình đem ra đây luôn ha. Cái này là làm ở nhà làm. Dạ. Cho mấy anh em bên cái mang nghi lễ làm. Dạ. Rồi đem tới. Thường năm thì chú có hay đến Hoa Viên để dự trong cái ngày dỗ tổ không? Hôm nay được đi, lần này là lần thứ ba. Thứ ba hả? Cái bánh này là cái bánh nó có cái ý nghĩa như thế nào? Và bánh được con chân. Dạ. Của vua Hùng rồi đó. Dạ. Vua Hùng bánh dày bánh chân. Mình dạ. Mình giờ làm cái tết mà là phải. À, tất nhiên là trong cái ngày dỗ tổ của vua Hùng thì bên đại diện của bên đình Tăng An làm những cái bánh này để là tưởng nhớ cái ngày của là dỗ vua Hùng với cô chú anh chị. Lễ vua Hùng. Dạ. Hôm nay thì đến dự thì bên đình Tăng An mình đến đông không chú? 11 người hả? Mỗi một bàn là một đại diện của một đình hả chú? Dạ. Chú có biết là cái thông tin là được bao nhiêu đình mình đến đây là mình dự cái lễ hội này không chú? Không biết ha. Mỗi năm ví dụ nó 10 nhiều mà ít ở bên cái bên bên Hoa Viên ha. Bên Hoa Viên. Dạ. Chắc cũng hơi nhiều. Bữa nay thấy hơi nhiều. Dạ, hơi nhiều ha.
Thì cái lễ này bắt đầu mấy giờ mới chính thức làm lễ chúng? Ở trong cái thiệp mời để 9 giờ. Dạ, 9 giờ ha. Bây giờ thì cũng 8 giờ mấy ha? 9 giờ. Là 8 giờ 53 quý vị chú chị. Dạ con cảm ơn chú ha, con chúc chú tham dự lễ trong cái ngày giỗ tổ Vua Hùng được thành công tốt đẹp nha chú. Dạ con cảm ơn chú. Bên ban nghi lễ của đình Tân An cũng chúc sức khỏe bên các bạn ha. Dạ con cảm ơn chú nha, thay mặt cho bà con cô bác trong ngồi nước cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Mỗi một cái bàn như là một đại diện cho một cái địa phương, một cái đình ở quý cô chú anh chị. À, quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay là trong cái ngày giỗ tổ Vua Hùng thì có rất là nhiều đại diện cho rất là nhiều đình cũng như là những địa phương khác nhau để là đến đây tham dự trong cái ngày giỗ tổ Hùng Vương. Quý cô chú anh chị, tại được tổ chức tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương là cũng là một cái nơi mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về đây để là an nghỉ nơi đây. Quý cô chú anh chị, thì thay mặt cho tất cả anh em YouTube thì Diêm Minh xin gửi cái lời cảm ơn đến là ban tổ chức cũng như của bên Hoa Viên, từ nhân viên đến là ban giám đốc của Hoa Viên. Kính chúc cho ban giám đốc Hoa Viên được tổ chức thành công sự kiện lịch sử ngày giỗ tổ Vua Hùng được thành công tốt đẹp. Thì bà con cô bác xem video cảm thấy video có ý nghĩa đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh Diêm Minh ha. Đây là anh Chiết là bên giám đốc ha quý anh chị, giám đốc của Hoa Viên nè. Diêm Minh xin chào bà con và sẽ ghi hình tiếp cái phần diễn ra sự kiện ngày giỗ tổ Hùng Vương cho bà con cô bác cùng xem nha. Bà con cô bác cũng đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh Diêm Minh. Diêm Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều.